quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Bây giờ thì là đến buổi chiều là tiếp tục đào đất rồi nhỉ? Là mũ cho anh, dạ anh mũ nào? Hay vừa rồi thì cho Sử đeo cái mũ để em nói chuyện nó to hơn cô bác, tại vì mũ cho Lực thì cho Lực gắn mic ở trên đấy. Bây giờ thì cho Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bạn em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vừa nãy thì mấy anh em đi ăn cơm xong thì có là đập cái tảng đá này ra xong rồi cô bác này. Bây giờ chỉ còn một ít nữa thôi thì cái phần tảng đá này cũng đã được giải quyết rồi. Và bây giờ sẽ đào đất chỗ kia đã. Thì đang là chèo để chặt những cái cành cây xong mọc xuống cho em Sử để cho nó không có bị vướng ở chỗ này cô bác, cho nó thoáng hơn một chút. Quân đi chèo thật nhá. Cái quần thì là thấp bé hơn thì leo trèo quần thì leo trèo rất là giỏi cô bác ạ. Em quần thì hay thường là đi rừng kiếm những cái đồ đồ gọi là ở trong rừng. Quần vẫn còn một ít là mật ong nữa, nếu mà như cô bác nào mà cũng ủng hộ mật ong của em Quần thì có thể là điện cho cháu Lực qua cái số điện thoại mà cháu Lực để trên màn hình. Có treo chặt được cái cành này xuống không Quân ơi? Quân, treo cành lên này. Cành lên này. Cành lên này. Đấy, treo chặt cả cái cành này xuống. Cẩn thận nhá. Đấy, cầm nó chắc chắc một chút. Đấy, đây thì là được em Quân lại thêm một số bạn của Sử nữa là ra cho em Sử để cho em Sử đào được cái phần làm việc làm này. Đấy, bây giờ chặt xong thì nó có vẻ là quá bơm được quá này. Để mở sau này tiến hành là đào các em thì mấy cây này thì chúng tôi cũng sẽ là bảo em Sử với lại ông là cứ bỏ đi rồi thì chỗ này sẽ thoáng một chút. Còn là cái chỗ bụi tre này thì chắc chỉ có là chặt đồ một chút thôi các để cho ở xuống dưới để nó chắc cái phần đập xuống dưới này thì sau này chỗ này nó sẽ không có bị sạt lở này cô bác này. Đấy, và ở đây thì cũng có rất là nhiều cô bác cũng có nói với cháu Lực là sợ nó bị sạt lở này thì cháu Lực sẽ là đào cái phần nền này xong đã, rồi thì đến tháng 8 mà nó không có vấn đề gì thì sẽ tiếp tục là tiến hành là gọi vật liệu vào để đào. Đáng nghe hôm nọ là đào cái phần nền là xong rồi cô bác này, để chân của các chị bên kia là đi ra bên kia là được hơn 14 mét rồi. Và bây giờ thì sẽ đào thêm chỗ này khoảng thêm 2 mét nữa. Phần này là được em Sử với lại ông là dùng đất để đổi với lại có một cái chú ở gần đây cô bác để đổi lấy 2 mét.
Thấy em Quân đi ra hộ sử thì rất là nhiệt tình cô bác, không có ngại ngần những công việc gì, rất là tháo vát. Ở chỗ phần này thì nó có dễ cây rất là nhiều được cô bác này. Cái dễ cây này là nó là từ cái cây cây măng nứa cái ra kìa. Hôm nay nữa thì sử nghĩa là đào hết không? Không à? Lại thêm một buổi nữa nhỉ? Ôi đá đấy, tránh nhanh ạ. Ở phần ra phía bên kia thì là nó đá ở bên kia thì sẽ đục ra nó dễ hơn cô bác, nhưng ra đến phần bên này thì đá nó rất là cứng luôn. Thế ông thì không biết là về nhà lấy cái dìu về để chặt cái gì này, chắc là chặt cái chỗ mà cái đoạn cái tre này cô bác này, đoạn cái sẽ có cái dùng cái dìu để chặt. Hay thời tiết hôm nay thì là vừa mưa vừa nắng của bác này, mưa phùn thôi ở đấy. Ở trên vùng cao thì hầu như là nhà nào mà có công việc gì của bác thì gia hộ giúp đỡ rất là nhiệt tình, gọi là giúp bao giờ mà nhà đó làm xong thì thôi. Nếu mà ở nhà mình không có làm việc gì thì sẽ gia hộ, còn là nếu mà nhà mình bận rồi thì hôm khác lại tiếp tục gia hộ, gọi là tình hàng xóm lẫn nhau cô bác, nhà nào mà có công việc gì thì bận. Còn là cái phần nước này nó bị dò thì các bác này, nó sẽ bị dò là từ trên cao xuống xuống thấp, chứ nó không phải là bị dò từ dưới cái phần nền lên, nó chỉ bị là đến đây thôi, còn ra phần bên kia thì không có bị này cô bác. Đấy, và ở phần phía bên kia thì là nó là bị dò nhiều nhất đấy cô bác nhé. Một con bó đấy nhở. Một con bó đấy. Đấy, vừa rồi thì đi qua chỗ kia này cô bác này, do là không may là nó bị chặt xuống. À, rất là may là cháu được còn biết một chút công phu. Vừa rồi thì cháu được đang bảo là cái phần nước ở bên này này cô bác này, thì sau này sẽ đào ra khoét ra cho nó hoàn toàn, rồi thì sẽ dùng đổ một chút xi măng ra lên trên này, có nghĩa là làm kè đấy, xong là để nước nó chảy ra. Không là có thể là xây một cái giếng ở đây, hay là đặt một cái tách ở đây để cho nó chảy vào, thì khoảng này sẽ để cho các em là có một cái sân mà nhỏ nhỏ để các em là giặt quần áo này. Đấy, để thí dụ như là mình đi ra ngoài ruộng hay là ngoài đồng về thì mình có thể rửa chân tay ở tại đây luôn, xong là thì mới bước đến vào nhà thì nó sẽ không bị đất mà dính theo chân vào nhiều. Đấy, ông thì năm nay được gần 80 tuổi rồi cô bác, nhưng mà rất là may ông còn có một cái sức khỏe khỏe khoắn. Hôm nào hầu như là hôm nào đào lên thì ông cũng là ở đây phía bên này thì là cái phần đất cứng của bác nhá, đất cứng của bác lên thì sẽ là đến tận tay này cô bác này đó, còn là phần bên kia thì nó là cái đất mượn. Đang gặp một dế cây à?
Đây không? Ai quay không nè, nó quay cô. Lù đây nè. Tào một chút cô bác, hôm nay thì thời tiết có vẻ là khá là lạnh. Ừ, là giao mùa. Hả? Đưa em ơi, đưa đi. Đưa đi. Đấy, sau này mình gặp mình đục sâu. Không là sau này nó lâu rồi nó bị sập xuống ấy. Nó sập khỏi. Bây giờ em cầm sạc đen em bảy cái thùng đá này ra kia rồi. Thì nó sạc ra dưới. Nào, rất nhiều. Người nhà. À, nói là trong lúc mà anh em đang làm việc, có bác vừa nói thì vừa chơi nhau một chút thì là nó mới đỡ mệt, yếu nhau một chút. Anh ơi, ở đây thì có thanh niên nào lấy vợ, thanh niên lấy vợ à? Được à, thanh niên chưa chưa? Chưa đây, chưa thanh niên nào lấy vợ à? Nào, ôi, được rồi, đánh đánh nào, đây có anh to rồi. Ngày mai chắc là đào thêm một buổi nữa thì cái phần này thì cũng đã xong rồi các bác. Bây giờ thì đang cái tảng đá này thì cũng gần xong rồi, ngày mai tí nữa mà làm xong thì bổ thêm một tí nữa thì là nó cũng đã được rồi. Mưa phùn thì có thể là ướt cái áo luôn này các bác này. Mưa một chút phùn này. Mùa này thì nó sẽ buổi sáng đến buổi tối thì nó sẽ xe lạnh một chút rồi. Ôi. Ô ô nào nè. Đang phay. Đang phay rồi đấy. Còn náo à? Chẳng thấy mày đây đi thì cô đang là kia đốt một chút cái cành sao mọc này để cho nó không có bị vướng đi. Cành sao mọc này thì đốt rất là đau. Được chưa? Xe của anh được chưa? Hôm nay phải cần đến xe rùa rồi các bác, để xa hơn. Mấy thanh niên này định năm bao nhiêu tuổi thì mới lấy vợ đấy? 25 mới lấy à? Đấy, được đấy. Anh cũng tính là anh 25 tuổi, anh cũng tìm người yêu thôi, anh tìm vợ. Đấy, sớm quá, không có tiền. Ôi, đây rồi à? Đây, không bảo anh chưa? Sớm không có tiền nơi, nơi con đâu. À, đấy, cũng biết là suy nghĩ là lấy vợ sớm quá, không có tiền nơi con rồi. Váy này thì lấy mua ở chợ hay là tự làm ấy? Mua à? Mà thêm vào một lớp quần nó cộng thêm một cái váy nữa, đung đưa đung đưa nhỉ? Ở đây thì có bắt vợ không? Không à? Có à? Thì bắt là không ăn bắt đấy nhỉ?
bắt vợ là công an bắt đấy. Anh ok rồi. Ơ sao hả? Mà phải dùng mà. Phát lại đi, hả? Phát lại cái gì hả? Đó. Thế là anh yêu em thì nói như nào? Đúng không ấy? Cú lò à? Cú lò à? Cú lò à? Thế không phải là cú à? Không phải là cú sao à? Đúng rồi. Thế con nào cũng được không? Thế con thì em yêu anh nói như nào? Không? Wow, anh em chỉ nói cho anh nghe nào. Anh yêu anh ấy. Hả? Anh nói như nào? Lo á. 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 Bây giờ là gặp một cái tảng đá to rồi các bác.
nó đang trời xe lạnh một chút như này cô bác này, đào đất thì nó rất là nóng người nhanh, đào một chút thôi đã nóng hết cả người rồi. Thế bây giờ thì trời vẫn còn đang là mưa phùn này, nhưng mà mưa nhỏ thôi, thì bà con vẫn tiếp tục là đào không có ngừng nghỉ luôn. Thế còn là phần bên này thì bây giờ cứ đẩy đất ra bên này hết này cô bác này, để cho nó sau này để nó chắc ở chỗ này nữa. Cái chỗ bên này thì sau này nếu mà làm nhà xong thì sẽ trồng một hai cái cảnh ở đây này, thì nó cũng sẽ rất là đẹp luôn. Vừa là làm chắc đất này, và thứ hai thì nó sẽ là tạo cho một cái ngôi nhà của mình nó sẽ đẹp đẽ hơn. Bây giờ thì em Sử đang đào bên kia là đang gặp một cái tảng đá to lắm này cô bác này, tảng đá kia thì chắc là phải khều ra hết. Bây giờ đào cái phần kia xong nữa thì cái nền nhà của các em là rất là rộng luôn. Đấy, từ góc xa mà nhìn thấy ngôi nhà, nhìn thấy cái phần nền của các em với cô bác rất là rộng luôn. Ở đây thì cũng rất là nhiều cô bác không có bảo với cháu Lực là cái phần nền nhà của các em làm như vậy thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho các em. Trước thì cháu Lực cũng ý định lúc mà đào gặp cái phần nước ấy cô bác, thì cháu Lực cũng với em Sử với ông là cũng định đưa ra cái ý kiến là sẽ ngừng đào cái phần nền này, nhưng được các cô bác Mạnh Thường Quân là có bảo với cháu Lực là hãy tiếp tục đào cái phần đất này đi để xem cái nguồn nước nó ra như thế nào thì mới biết là tiến hành là xử lý, chứ không phải là cháu Lực là nhất quyết là cho các em ở đây bây giờ thì đào ra xem cái mạch nước nó ra như thế này. Thì cũng được rất là nhiều quý cô bác anh chị cũng có bảo với cháu Lực là đào mà như này thì sau này sẽ rất là tiện cho các em. Chỉ sợ là cái phần nguồn nước nó chui từ dưới phần nền nhà lên thì mới sợ, chứ còn là nó mà chảy trên kia xuống ấy cô bác thì theo thì và cháu Lực cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, sẽ làm một cái ránh mà xung quanh nhà của các em để cho nguồn nước nó chảy ra hai cái bên nhà, như là cái phần phía bên tay cháu Lực chỉ này cô bác này, thì nước nó sẽ chảy ra bên này nhiều hơn, thì sau này có thể là làm cho các em một cái bể ở đây hay là đặt một cái tách ở đây. Hay bây giờ thì mưa phùn cháu Lực cũng cảm thấy khá là nhiều này, đi ra bảo với bà con xem là có ngừng nghỉ không. Đào ở phần dưới kia xong thì cái nguồn nước ở trên này này cô bác này thì cũng đã cạn đi rồi đấy, gọi là chỉ có dò ra một chút thôi. Cả phần dưới kia có một cái mạch nữa nó chảy xuống kia này cô bác này, dưới kia thì cũng đã cạn rồi và nó tập trung chảy lại ở phần phía bên này là một chỗ này. Ôi, bây giờ thì đã gặp tảng đá rất là to này. Ô, phản long xịt bát em ấy. Xịt bị xịt à, đó bị xịt à. Anh xịt bởi xịt nhé. Bởi xịt hóa đâu kìa. Dạ hóa đâu này bởi xịt nhé. Bởi mình sẽ xịt là nó anh xịt hóa. Các bộ chinh, các bộ chinh tốt này bởi mình sẽ xịt. Thầy ơi. Đấy Sử thấy anh bảo đấy không? Nãy Sử định bảo là không đào cái chỗ cục đá đấy, anh bảo là cứ đào đi. Ở bên kia thì hai cái phần tảng đá bên kia này cô bác này khá là to luôn và khá là chắc chắn. Và bác ở phía nhà bên trên này cô bác này cũng có bảo với ông bảo là cái phần này thì thôi là đá này không có đào nữa, tại vì đào cái chỗ này thì sợ là cái nhà ở trên kia nó sẽ bị như nào đấy. Ở cái nhà phía bên kia thì cô bác này cũng được là gọi là đào cũng rất là dốc luôn, cũng là một cái kè. Và xung quanh nhà thì được là cô là trồng cái bụi tre này cô bác này, để tránh cho nó bị sạt lở xuống đấy. Và như cái chỗ phần nền nhà của em Sử này cũng thế này cô bác này, ở dưới kia thì có một cái bụi tre rất là lớn luôn.
nó hức kìa. Có rất là nhiều, cháu Lực cũng có đọc những cái bình luận mà có một số bình luận tiêu cực. Các bác ở trên kênh còn nói bảo là cháu Lực làm cho các em như này thì không có, cháu Lực gọi là làm nhà cho các em như thế này, nhưng mà sau này thì sợ nó sẽ bị sạt xuống đấy, gọi là ảnh hưởng tới tính mạng của các em như thế nào. Ở đây thì cháu Lực cũng đều là được tất cả những ý kiến của các bác, gọi là số đông người hơn, điện cho cháu Lực trực tiếp, và cháu Lực có đọc bình luận ở trên kênh thì cũng được rất là nhiều những cái đóng góp của các bác là cái chỗ phần nền nhà của các em như này thì nó sẽ giả rất là tốt, gọi là sau này các em làm ăn thì nó sẽ rất là thuận lợi, gọi là thuận buồm xuôi gió luôn cô bác ạ. Mưa quá thì nghỉ một lúc đi Quân ơi. Bây giờ thì có vẻ là mưa mưa rào khá là nhiều này cô bác này. Trốn ở phần bây giờ thì chú ở dưới phần cái góc cây này thì mưa sẽ không có bị dính tới, tại vì là nó chỉ là mưa phùn thôi chứ không phải là mưa to. Sửa đi ướt hết đầu rồi nhỉ. Bây giờ mà đào đến tận tới đây nữa này cô bác này. Đấy, từ phía này lên này, ra bên kia này thì đào xong nó sẽ rất là rộng luôn. Đấy, bây giờ thì các thanh niên đang là chạy ra bên kia để trú mưa rồi, trú mưa một lúc. Ấy, cẩn thận nha, sạc đấy. Bây giờ thì sẽ tạm là nghỉ một chút nữa để tạnh mưa thì mới tiếp tục là đào tiếp được cô bác ạ. Bây giờ thì nó đang là vào cái thời tiết mà giao mùa đấy, cho nên là không thể tránh được những cái cơn mưa phùn như này này. Đang đào nền cô bác thì là mưa thì phải chạy ra bên nhà chú này để chú mưa một tí. Và đây là nhà của em đúng không? Phải nói là một cái bếp lửa như này cô bác này. À, đến mùa đông mà quay quần ở bên nhau. Đây là em nấu cơm đấy luôn à? Ngôi như này thì thấp quá rồi. Như đây là nhà của bạn Sử à? Nói là cũng sống trong một cái ngôi nhà mà rất là nhỏ nhỏ thôi cô bác. Nhưng mà em thì còn có, em thì còn rất may, còn bố còn mẹ, còn anh còn em. Nhưng em Sử thì lại khác. Em Sử thì bố không còn rồi, mẹ thì cũng không còn nữa. Bây giờ thì Sử thì ở với ông, với lại em Sử với em Hải thôi. Đấy, nhưng mà hai anh em là thường là làm gì là đi với nhau hết à? Vâng. Em là năm nay được bao nhiêu tuổi? Năm nay em được 18. Được 18 tuổi à? Vâng. Đã đi làm xa bao giờ chưa? Chưa. Vẫn chưa? Vâng. Là chỉ làm ở xung quanh nhà thôi nhỉ? Vâng. Em là học đến lớp mấy? Lớp 8 rồi. Học đến lớp 8 thì cũng bỏ à? Vâng. Như em thì bỏ học như này thì ở nhà làm gì? Nhà mình lên trên rừng lấy củi thôi. Lên trên rừng là lấy củi à? Vâng. Thế là mỗi khi là hai anh em là đi với nhau à Sử? Vâng. À, mỗi khi thì là hai anh em là đi lên trên rừng là đi lấy củi với nhau này. Gọi là nhà ở gần nhau cho nên là làm cái gì là cũng đi cùng nhau đúng không? Vâng. Nhưng Sử thì trước là có đi làm xa một lần à? Vâng. Đi lại đợt đấy thì đi làm được mấy tháng? Được 2 tháng à? Mình làm được 2 tháng thì cũng về nhà luôn cô bác. Đợt đấy thì do là ông là còn có ông, với lại đến mùa gặt, mùa làm rồi đúng không? Và em Hải thì còn là bé, không có phụ giúp được cho ông là nhiều. Cho nên là em Sử cũng không có dám đi đâu xa để mà làm nữa. Ôi trời ơi. Bây giờ thì ở ngoài kia là đang mưa rào một chút rồi cô bác. Bây giờ thì có thể nói là thời tiết ở trên vùng cao này thì khá là lạnh rồi. Ngồi quay quần ở bên nhau những cái bếp củi như này. Như hôm nay là được là các anh các em là ra hộ mình, gọi là hộ mình thôi đúng không? Vâng. Hộ mình là không, sau này mình không cần phải đi giả công đúng không? Vâng. Đấy, như cháu được nhìn thấy nhà của bạn này thì trong nhà thì cũng chẳng có là cái đồ gì đáng giá cả cô bác ạ. Ấy như vừa rồi là ai đi rừng lấy cái cây mang nhỏ nhỏ này đấy? Thì có biểu à? Nè.
lúc ý béo á, lúc ý thứ cần đang béo á, ôi xiềng á, ôi rồi, à đây này cô bác này, đây là cái măng nhỏ, cái măng này để mà để muối lên ăn nó rất là ngon này, để muối lên. Bây giờ măng này chắc là để xào thì cũng ăn ngon đấy. Sao có bán á? Tôi hay là một tí để mang về để nấu cơm nhỉ? Hay là lấy một chút để về nấu để tối về xào nhỉ? Vâng. Đấy, đây. À, khái chứ mấy? Khái ra. Đây, bây giờ thì cho được xem ủng hộ là em à, là em trai của em đúng không? Như vâng. Này đúng không? Vâng. Đi bây giờ đấy. Đi à, đi lên rừng à, lấy về là ngại quá cô bác. Để ra cái túi đi, để ra cái túi thì bảo bán một ít đi. À, đây. Nào, năng cho cả mà. Đấy, một tí nữa thì à, sẽ mang về nhà của Sử là để à, xào với ăn luôn. Măng này thì à, măng đầu mùa ăn rất là ngon cô bác. Măng này thì thường trên vùng cao là sẽ để muối lên. Này thì à, lấy ra chợ bán là cô. À. Đâu rồi. Đây. Cái này thì mang ra chợ để bán à? Rồi để lấy đủ một bữa để tí nấu ăn nhá. Chỗ này thì bán bao tiền? Cô biết. Đấy, cô xem cháu đi. Cái hộp phát lên một con chậu ấu à. Một con ấu thúng ở lão. Lán nó. Nó bự quá nè. Ờ hộp bị cắm xít thành. Ờ hộp bị cắm xít thành á. Mới thấy lán ở bạn kìa, mới thấy lán răng từng lấy cỡ đấy nhỉ. Đấy. Cắm xít thành nhưng mà. Luôn này thẳng xíp á, luôn này thẳng xíp á, phải ấu lán hơi yếu thiếm hơn tôi hạ xíp ạ. Đấy, eo hỏi, eo phải tỏ, eo phải tỏ thùng yếu. Ừ, eo thì phải học cái phẩu nhé. Để chỉ hỏi có yên nào ở nhà xí thì có đáy còn ấm hơi cũng. Ố, yên, thì ta phải quá, có đáy ấm hơi cũng ổ. Ôi mơ, thì ổ yếu áo hốc mứ ổ. Đấy, nè nọ kìa, thôi nọ. Đấy, mua một chút măng là ủng hộ con của cô. Cô thì ở trong cái nhà này, cô bác này. Thì à, cũng là bạn của Sử luôn này. Đây là bạn thân của Sử, bạn thân của Sử à. Đấy. À, cháu được cũng nhìn thấy là nhà thì à, chỉ có một hai cái bao thóc thôi. Em thì có phải là lên rừng để lấy củi không? Hả? Phải à. Đấy, chắc là cũng là lên rừng để lấy củi về để à, à, bán xong lấy tiền đưa cho bố mẹ à. Đấy. Thế đây thì bây giờ thì cháu được sẽ à, hộ là cô mua một chút. Vừa rồi thì con trai nhỏ cô đi lấy. Thì một tí nữa về là sẽ mang để nấu cơm. Ui, vào và chiên bọn nó. Đây là con trai của cô đi lấy à? Còn cô là có mấy người? Ba con trai. Ba con trai à? Đây là con gái à? Hồi nay thì cả hai anh em là đều là đi ra hộ nhà Sử đấy. Gọi là anh em, gọi là xung quanh hàng xóm của nhà Sử cô bác. Nhưng mà bộ bị tóc phứ á? Theo như cô có kể với cháu Lực là hai anh em. Em thì bỏ học đến lớp mấy? Lớp 5 à? Em thì bỏ học đến lớp 5, còn anh thì học hết lớp 8. Là hai anh em đều là phải bỏ học ở nhà để phụ giúp cho gia đình của cô bác ạ. Ui, đây là ai làm đấy? Chắc là em trai làm đúng không? Đấy. Còn bây giờ thì chắc là mấy anh em sẽ đợi tạnh mưa một chút thì sẽ lại tiếp tục là đi đào đất thôi cô bác ạ. Hay phải nói là mấy anh em mấy bạn của Sử ấy cô bác chơi với nhau thì nhà có những công việc gì thì là đều đi hộ bằng hết thì thôi. Cho Lực nhìn thấy là gia đình của bạn này thì cũng không có khá giả gì đâu. Trên này thì cũng chẳng có nhìn thấy thêm một cái bao thóc nào cả. Em là tên gì này? Vừa rồi bảo anh Vân à? Em tên Trừng ạ. Trừng à? Vâng. Ờ, tên Trừng thì năm nay là được 17 tuổi à? 18 tuổi là hơn Sử 1 tuổi à? À là hơn Sử 1 tuổi nữa cô bác này. Ui tóc thì dài quá, sao để như này ấy? Tóc cắt tóc như Sử này, nhìn nó gọn gàng đấy.
Đấy. Đấy. Hay hôm nào anh cắt cho nhỉ? Cái tấm này là dùng để làm gì đấy? Này chắc là nhà chú trên kia là vừa làm cái làm nhà mới đúng không? Xin về đúng không? Cái gỗ này là gỗ sao mộc rất là thơm này. Và đây thì xung quanh đằng sau các em này thì cháu Lực cũng chỉ nhìn thấy là nhà em là dùng cái gỗ sao mộc về để làm ván ở trước phần hiên nhà thôi. Còn xung quanh đằng sau mà cháu Lực với các em ngồi thì cũng chỉ được làm từ bằng cây nứa thôi. Cái này là dùng để làm gì đấy? Hả? Đi đốt ong á? Đốt ong tận đâu? Đi xa thì cần đi đốt ong thôi. À, cái này thì làm cái bó đuốc này cô bác này để đi, chắc là đi tối nay là đi đốt ong à? Ong mật hay là ong bình thường? Hả? Ong gì? Có loại ong to to bằng cái đầu này đúng không? Sử có đi cùng không? Sử thì đi đi là phải cẩn thận nhá. Đấy, loại ong nếu mà đốt thì đau lắm đấy. Thế bây giờ thì chắc là mấy anh em cũng ngồi sửa một chút nữa là đợi cái mưa cho nó tạnh vào. Tạnh một lúc nữa thì tiếp tục lại đi đào đất cô bác. Mưa này thì mưa phùn thôi, không có mưa là nhiều. Thành ra là lúc nào đợi mà tạnh thì mấy anh em sẽ tiếp tục là đi đào cái phần nền của nhà em xử hết. Như hôm nọ thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rồi. Đáng lẽ là đào xong rồi đúng không? Nhưng mà do là em xử lại đào ra bên kia khoảng tầm độ 2 mét. Thì nó sẽ giúp cái nền nhà của em xử là nó sẽ là rộng rãi hơn cô bác. Còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu chào các ông bà, quý anh chị.